Minasan konnichiwa, Cosmos no dùng des. Xin chào tất cả các bạn, mình là Dung Cosmos. Rất vui được gặp lại các bạn trong video clip lần này. Hôm nay chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu phần từ vựng N2, phần danh từ D từ số 891 đến 900 nhé các bạn. Chúng mình đã đi được phần cuối của chặng đường rồi đấy. Chúng ta sẽ cố gắng hơn nữa nha. Hay, ở đầu tiên đó là từ Jinbutsu là nhân vật trong một cái câu chuyện nào đó hay phim thì phải có Jinbutsu và phải có những mono là để thể hiện là chỉ người Kha-ku-chi là mỗi người tự mỗi người khi vương đấy là cái tâm trạng cái tâm trạng khi vương gọi y đó là thể hiện cái tâm trạng tốt hay xấu tiếp theo là từ hai đó là cái cái linh cảm k hai gã lưỡi k hai gã này k hai một cái linh cảm là có một người chẳng hạn như là hito nói y lưỡi k hai gã có linh cảm là có người Tiếp theo đó là từ Ikigai Ikigai này là cái lẽ sống Lẽ sống, mục đích sống của bạn Ikigai wo kanjite iru Thì um, Ka wa koromo ga ikigai da Thì đối với mẹ thì con là lẽ sống Là cái, cái cái mục đích sống của mẹ đó. Tiếp theo là chúng ta có từ Gyogi là chữ hành nghĩa Ở đây là thể hiện là gì? Cách cư xử cái cách hành xử của bạn Yogi ga i hay yogi ga gori. Nó gần gần dùng với mana đó Tiếp theo là từ hình Hình đây là chữ phẩm Mang nghĩa là phẩm cách, phẩm chất đó. Ê, chất lượng Tiếp theo là sugata Là dáng vẻ, bóc dáng Cuối cùng là shise Là cái tư thế, cái tư thế ngồi chẳng hạn đó. Sugata thì chỉ là cái bóng dáng thôi Còn shise Thế là nó là chữ tư và chữ thế cái thế Tư thế tốt, đúng, sai Sư xe Shisei ga tarashi, shisei ga warui, kiểu như vậy. Đó là các từ mới của trong bài ngày hôm nay. Bây giờ chúng mình cùng nhau tìm hiểu chi tiết nhé. 891. ,人物. Nhân vật. Mang nghĩa nhân vật, đặc điểm, tính cách. Ý nghĩa 1. Đây là cuốn tiểu thuyết viết về nhân vật lịch sử. Nhân vật xuất hiện, quan trọng, nguy hiểm. Ý nghĩa số 2. 短い面接だけではどんな人物かまではわからない。Nào, quan, 人柄、<nhân> cách, 人間性、bản chất、このもうちのものと相談してからお返事いたします。 私ののよううななものに大事な仕事仕を任せててくださってありがとうございます祖父はまだまだ若者には負けないと言っている。893各自。各自パスポートは各自でお持ちください。 Mọi người hãy tự giữ hộ chiếu của mình. đại Tiền ăn trưa thì mỗi người sẽ tự chi trả phần của mình. Từ cùng loại. Story <laughs> Từ người một. Ono <laughs> Mỗi <cười> mỗi. Mỗi cá nhân Từ liên quan. Lần lượt. 494. 気分. Khí phân mang nghĩa tâm trạng, cảm hứng. Ý nghĩa 1. 緊張すぎて気分が悪くなった. Do quá căng thẳng nên tâm trạng trở nên khó chịu. Từ cùng loại. Kì mô chì. Cảm giác. Ý nghĩa số 2 Hềa no mô yô suru to kibun mo kawaru. Được thay đổi bài trí căn phòng khiến tâm trạng cũng thay đổi theo. Sanpo ni itte kibun tenkan suru. Đi tản bộ để thay đổi tâm trạng. Ý nghĩa số 2 Asa kenka wo suru to ichi nichiju kibun ga warui. Hãy gãy nhau buổi sáng thì cả ngày tâm trạng không tốt. Asobi ni ikanai? Gomen. 今そんな気分じゃないんだ。いい声か。心の声、今は何が気分になるか。気分転換。Kh í, ng, 気分がいい、気分が悪い。Ng, 95, 気分が悪い。気分が悪い。暗くてよく見えないが、人のいる気配がある。 trời tối nên không nhìn rõ nhưng tôi có cảm giác như là có người ấy. Nếu sinh ra Không thấy Ngày thi đến gần nhưng tôi hoàn toàn không thấy dấu hiệu con trai học hành gì cả. Tokyo 2月の半ばになると春の気配が感じられる Ở Tokyo từ dự tháng 2 trở đi đã có thể cảm nhận được dấu hiệu mùa xuân. Cụm từ hay dùng. Kê có cảm giác dấu hiệu. 気配がない。Có cảm 気配が見える。Thấy 気配を感じる。896: 生きがい。H, động ơ, s <S 私は今の仕事に生きがいを感じている。母は子供が生きがいだと言っている。買い。

từ liên quan mana nghi thức etiquette phép xã giao nghi thức ứng xử 898 hình chữ phẩm mang nghĩa phẩm chất phong độ Cách nói chuyện và dáng vẻ của nữ hoàng luôn có phẩm cách Không được sử dụng từ ngữ thô tục như thế hinのいい話し方. Cách nói chuyện lịch sự Hình no y aji. Vị ngon. Hình no y phục sổ. Trang phục đẹp. Cụm từ hay dùng. Hình ga y, hình ga wa rui. Phong cách tốt, xấu. Hình ga aru, hình ga nai. Có, không có phong cách. Từ liên quan. Chi hình. Hương vị, hương thơm. Jo hình na, ghe hình na. Lịch thiệp, tao nhã hoặc thô lỗ. Tatiak chu chu chu, sugata. Chữ tư mang nghĩa bóng dáng, hình ảnh vẻ ngoài. Ý nghĩa một.

Có thể nhìn thấy hình dạng mặt trăng qua bóng mây. Tội phạm sau khi chạy trốn thì hoàn toàn mất dạng. Cụm từ hay dùng. Hình ảnh, dáng được xóa. Xóa hình ảnh, hình dáng. Hình ảnh, bóng được nhìn thấy. Làm cho hình ảnh, bóng được nhìn thấy. Làm hiện hình ảnh hoặc bóng dáng.

意味 1, thế, th độ. Ý 1. 彼女はダンスをやっているので、いつも姿勢がいい。Ủ, 姿勢がいい、姿勢が悪い。P, 姿勢を直す。<S S 姿勢を正す。姿勢意味2首相は外交に積極的な、意欲的な、 thủ tướng có thái độ tích cực hoangg hái hướng về phía trước trong ngoại giao ý nghĩa số 2 sai nó cô và強い姿勢 để nó đối với kháng nghị của nhân viên thì phía doanh nghiệp đang tiếp cận xử lý với một thái độ dứt khoát cụm từ hay dùng <laughs> có thái độ trong việc gì <laughs> thì hiện thái độ trong việc gì từ ghép thái độ khiêm nhường Từ liên quan thái độ thái độ và bây giờ mình cùng nhau điểm lại các từ mới vừa học nào Jinbutsu nhân vật đặc điểm tính cách mono người kakuji mỗi người riêng rẽ ở đây là mỗi người đều có quả kiểu như vậy kibun tâm trạng e kê cảm giác dấu hiệu ikigai yogi, hình, sugata và shise. Đó là các từ mới có trong bài ngày hôm nay. Hy vọng rằng các bạn đã có thể ghi nhớ tốt hơn các từ mới này. Và đừng quên lấy ví dụ và nhớ theo cách dùng của từng ví dụ đó nhé. Chúc các bạn luôn có những giây phút học tập thật thú vị cùng với học tiếng nhân Cosmos. Xin chào và hẹn gặp lại! Cô Secho, arigatou gozaimashita!